Mẹ, có gì đó mà rung, có chị Tường ở đây mà rung cái gì không biết nữa. Rồi, ngồi xuống đi cơ. Mời hai bạn có thể tháo mặt nạ của mình ra. Mời bạn trai giới thiệu trước. Xin giới thiệu, mình tên là Lê Ngọc Hải ha. Sinh năm 1985. Hiện tại là đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hải đang làm công việc gì? Em thì làm bên tòa án nhân dân. Làm nhiệm vụ gì? Dạ, làm thẩm phán. Thẩm phán tòa án nhân dân. Chuyên xử về cái gì? Nói chung là chuyên làm án về dân sự, hôn nhân gia đình, rồi kinh doanh thương mại. Trời ơi, là có từng giải quyết nhiều vụ ly hôn chưa? Dạ có. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với tình yêu của mình. Một người cầm cân nảy mực khi giải quyết những vấn đề ly hôn. Khi nói đến chuyện tình yêu hôn nhân và gia đình, bạn ấy sẽ chia sẻ điều gì? Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Tôi thấy hơi gay cấn rồi đó. Đùa chứ quê Hải ở đâu? Gia đình thì vô đây sinh ra và sống ở Bình Phước. Có hay về quê không? Dạ cũng thường về quê chị. Vậy là em ở với ai ở thành phố này? Em ở một mình nè chị. Nhà của mình hay nhà trọ hay nhà của nhà nước hay nhà của tòa án? Nhà của mình chị. Bình thường mình hỏi người ta nhiều, bữa nay giống như mình bị hỏi cung là vậy ha. Vui ghê. Yeah. Rồi, thẩm phán đẹp trai quá chừng. Rồi mời em. Em tên là Thu Trâm. Dạ em đến từ Đồng Nai. Em sinh năm 1984 ạ. Công việc của em là làm kế toán ạ. Em có ngại khi quen bạn trai nhỏ hơn không? Dạ em nghĩ là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác ạ. Đúng rồi. Mà già 60 tuổi nói tới tình yêu đôi mắt còn long lanh. Trời ơi, già 60 tuổi tình yêu mắt còn long lanh. Chết anh rồi, thẩm phán nha. Hiện tại gia đình ở đâu? Dạ hiện tại gia đình em sống ở Đồng Nai ạ. Phía cuối Đồng Nai giáp với Bảo Lộc Lâm Đồng ạ. Hả? Hiện là giờ cuối Đồng Nai giáp Bảo Lộc Lâm Đồng? Dạ. Khu vực của em là cũng gần rừng quốc gia Nam Cát Tiên. À, hôm nay lên đây là ghi hình chương trình thôi rồi về lại với dạ, đó. Dạ đúng rồi ạ. Rồi về khoảng cách địa lý như vậy em thấy có gì e ngại không? Dạ nếu mà có tình cảm thì xa cũng không vấn đề gì chị. Lấy anh bên này mình có chịu theo chồng không? Không sao ạ. Công việc mà yêu cầu ấy thì em cũng thay đổi được ạ. Có nghĩa là lấy chồng sẽ theo chồng được, miễn dạ. Có yêu nhau là đi hết phải dạ, không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi giờ chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình đi nè. Dạ điểm mạnh của em là biết lắng nghe, biết chia sẻ. Còn nhược điểm của em là hơi nóng tính, dễ xúc động. Dạ tật xấu của em dễ ngủ ạ. Hay quên. Còn em? Điểm mạnh của em thì nói chung là sống tử tế, hiền lành, nhẹ nhàng, không có nóng tính. Điểm yếu của em thì hay là mau quên. Hoặc là chơi thể thao, mình làm dục sức khỏe quá, chơi quá sức. Đá banh hay là tennis gì đó là cũng nói chung chơi nào nó đã thôi. Rồi sao mỗi lần quá sức có bị ảnh hưởng gì không? Dạ không, cũng bình thường chị. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em đã trải qua một lần ly hôn rồi. Trời ơi, xử ly hôn mà trải qua một lần ly hôn. Mình phải sâu sát mới. À sâu dạ. Sát luôn hả? Mà bao lâu rồi? Quen được 3 năm mà chị. Chung ly hôn 3 năm. Ly hôn 3 năm. Hôn nhân đó kéo dài cũng 8-9 năm vậy chị. 8-9 năm, rồi có cháu nào chưa? Dạ em cũng có hai bé rồi. Con gái thì học lớp 3. Còn bé trai nhỏ thì 5 tuổi. Hiện giờ mấy bé sống với ai? Thì hai bé hiện giờ là sống với mẹ. Sao mình không có giành quyền nuôi được bé nào hết vậy? Trước thì hai chồng cũng thỏa thuận là mỗi người nuôi một bé. Sau đó ra tòa thì mẹ nó mới kêu thôi để cho hai đứa sống chung cho nó vui. Thì nên để cho mẹ nuôi thì mình phụ cấp dưỡng hàng tháng cho con. Có chu cấp đầy đủ không? Dạ, chu cấp đầy đủ. Mà nguyên nhân là sao hai người chia tay? Nguyên nhân là cô ấy cũng nóng tính, hơi nóng tính. Vậy cái cách của em thì nó nhẹ nhàng thôi, không có cư xử nóng nảy. Rồi cái cách dạy con cũng nóng nảy nên nó không... Cổ hay nóng tính. Dạ. Đó là lỗi của cổ, còn phía em, lỗi của em là cái gì? Em thì lúc đó em nói chung là em không có hiểu tâm lý phụ nữ lắm. Thì cũng không biết cách để chỉ cho em cổ như thế nào đó. Chứ thật ra cổ cũng không muốn ly hôn, là em quyết định vậy. Em quyết định ly hôn? Dạ. Tại em không chịu được cái sự nóng tính của cổ. Dạ. Là tính em cứ điều em cứ vô cảm điều vậy thôi. Vui vô cảm vậy à, vui điều người ta giận dữ kệ người ta. Yeah. Cổ nóng tính cô chửi rủa mình xin mặt em vẫn cứ cười điều nên hai người điên nhau đúng không? Đúng không? Cái kiểu vậy đúng không? Dạ thì nóng nên em không nói thôi. À cổ nóng cô nói mình cổ. Yeah. Rồi vậy ta càng nóng dữ nữa, kiểu vợ nói mà chồng cứ cười im còn điên máu lên dữ nữa. Vậy là em châm dầu vô lửa cho cổ điên thêm. Đâu phải ai vậy chị, chắc chị vậy chị nghĩ vậy. Chị vậy chị nghĩ vậy. Chị
Hay quá ha. Đó luôn ha. Tình trường của em như thế nào? Khi em sinh em bé được khoảng 4 tháng thì em cũng ly hôn. Cũng ly hôn luôn rồi? Dạ. Ly hôn bao lâu rồi em? Dạ khoảng 9 năm ạ. Mình được mấy cháu? Em có một bé trai. Rồi bé sống với ai? Dạ sống với em ạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ bé 9 tuổi. Lúc đó cái quan hôn nhân đó là kéo dài trong thời gian bao lâu? Dạ 2 năm ạ. Lý do tại sao chia tay? Hết niềm tin ạ. Có đối tượng thứ ba không? Dạ cũng có một chút xíu. Nói chung là hai bạn cũng đã từng vậy là cũng cùng chung cảnh ngộ rồi. Ồ, 9 năm là một thời gian rất dài vậy. Có 9 năm qua mình có thêm mối quan hệ nào khác không? Dạ, tại vì thứ nhất em ly hôn trong giai đoạn con em còn nhỏ quá. Mẹ em nuôi con thì mất 5 năm là để em toàn tâm là chăm sóc cháu. Rồi sau đó tiếp đến là em tập trung vào kinh tế. Bây giờ anh có gia đình mới chưa? Dạ có rồi ạ. Thế giờ đến với chương trình ngày hôm nay thì em mong muốn tìm một cái người bạn gái của mình là người như thế nào? Về tính tình phải hiền lành, không có nóng tính quá. Có khuôn mặt nó phúc hậu chút, dễ nhìn chút. Cũng không quan trọng là cao thấp mập ốm gì, nhưng mà nó cũng cân đối chút xíu, nó hài hước một chút. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Tiêu chuẩn anh vừa nói thì cũng khá phù hợp với những gì em mong muốn. Phù hợp. Chỉ cần khuôn mặt phúc hậu. Thực ra tính em thì em hay nhịn, nhưng mà cái gì nhịn quá thì nó sẽ hay có cái sự là bộc phát. Ok, đây em nhìn thử coi em có tìm ra được anh ấy trong đây không. Chị nhìn chị biết không chị? Hả? Mình nhìn mình đoán đi chứ. Đó, bò nết thì em hai tấm luôn. Đương nhiên là sẽ có cô gái ấy trong hai tấm hình. Hãy nhìn xem cô ấy là ai. Mày quá, em nhìn không biết. Thì bây giờ chọn cô nào? Chọn mày. Chọn cô đó phải không? Cầm nguyên cô đó đi, giữ yên đó. Anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh này? Thì em thấy anh nói anh có chơi thể thao thì em thấy chọn anh Tất cả cũng chỉ là sự suy đoán. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn về cửa trái tim. Cánh cửa trái tim này sẽ mở ra và xem chúng ta suy đoán có đúng hay không nhé. Mời các bạn. 1, 2, 3. Rồi. Sao? Chào anh ạ. Bạn trai nói trước coi đúng hay trật. Em đoán sai chị. Đoán sai. Còn bạn gái đúng hay trật? Dạ không đúng. Không đúng luôn hả? Tình trường trải qua trơn, tâm sự nãy giờ mà không có cảm nhận gì về nhau. Thôi tặng quà nhau trước đi nè. Rồi, anh có món quà tặng em. Để em tặng chị Cát Tường. Ồ, tặng chị hả? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em cũng có món quà em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cuốn sách này là thực sự là vô tình của chị ba có giới thiệu cho em, và em thấy cuốn sách khá là hay và có một phần em ở trong đó. Tặng anh thì em cũng mong là qua cuốn sách thì anh cũng được chữa lành nội tâm bên trong. Thì mỗi người chúng ta ai cũng có những sự tổn thương riêng, thì em hy vọng mình sẽ khám phá ra chính mình nhiều hơn và sớm được chữa lành vết thương lòng mình nhiều hơn. Cảm ơn em. Một tấm biệt anh cũng thích đọc thương. Anh cũng thích đọc sách. Dạ. Còn em tặng quà gì cho cổ, ý nghĩa gì, mình mở ra xem thử đi các em. Em thấy sách nó cũng nó dạy cho mình nhiều điều hay đó, ý nghĩa nên em tặng bạn để bạn coi. Cái đó là cái gì vậy cưng? Thông điệp của các bạn tin bây giờ. Đã đĩa lên cho nó đẹp. Dạ. Kẹo thôi em. Kẹo thôi em cũng thích bộ ăn thật. Ăn cho anh, anh là anh thích cuộc sống nó cũng ngọt ngào á. Còn đó không ạ? À? Đây nha. Cái đó là để về để nói chung là anh là quan tâm đến sức khỏe. Trời ơi, trời còn nữa. Trời ơi. Con để chăm sóc cho bản thân của mình. Em vừa được sức khỏe, em vừa được nhan sắc mà em lại vừa được thưởng thức sự ngọt ngào. Em cảm ơn anh rất nhiều. Được rồi, quá dễ thương luôn. Rồi bây giờ tặng quà xong rồi, bây giờ quay tới cái phần hai người đoán sai hết trơn và bị phạt nè. Giờ bạn trai phạt bạn gái trước, em muốn phạt bạn ấy cái gì? Em không muốn phạt gì hết chị. Bạn gái muốn phạt bạn gái cái gì? Thì muốn sao? Thử coi mai mốt mình mệt, mình yếu mà mình có sự cố gì mình xỉu, anh có đỡ mình đi bệnh viện nổi không? Dạ thử. Thử, mời em qua cộng bạn gái và ấm bạn gái đi cho quanh đây ba vòng cho chị, nhanh. Vậy thôi, để em có tiếp tục của em vậy. Để em trồng chuối em hát được không chị? Trồng chuối hả? Trồng chuối vừa hát nữa hả? Rồi, để cái này cũng lạ. Sân khấu này là của em. Rồi.
Ai chồng chuối là phải chồng vô tường hả? Không, khỏi chị. Khỏi cần. Ồ, dữ ta. Mà thôi nha. Hát được rồi chị ạ. Chưa gì đã binh vực. Rồi đứng xe ra đó làm đi. Chị cho em mượn sách rồi. Cây đầu hả? Cây đầu. Ồ, đầu đầu. Chơi làm thiệt ta. Ồ, mạnh à, đội mạnh. Ê, mình chồng đích như vậy, có cái đầu đằng kia. Mình chồng đích chị mới thấy mặt. Ao, à, chờ chơi luôn. Rồi, tôi đâu có kinh nghiệm vụ này đâu. Hay à, vụ này mới nghe à, chồng chuối hát à. Chắc tôi muốn coi, tôi cũng phải quỳ xuống cho tôi coi à. Được. Rồi hát đi. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng. Anh nhớ em, anh nhớ em. Miên man bên trang thư tình gửi đến em. Bạn đời ơi, anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Sao em bị phạt mà bạn gái khóc rồi kìa? Dạ em dễ xúc động à. Tại sao lại cái rơi nước mắt? Xúc động là vui cười chứ lý do gì khóc? À dạ em cười ra nước mắt ạ. Em thấy anh sống cũng khá nội tâm, cũng khá là tình cảm. Nội tâm chỗ nào? À dạ không, tại vì qua lời hát của anh em cảm nhận vậy không chị ạ? Phải đâu, tại anh cúi xuống, tay anh rung lên giọng, anh rung mình nghe cảm xúc chứ đâu phải nội tâm đâu. Nói đùa thôi chứ còn hay, đây là một tiết mục rất đặc biệt. Ở được rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn cho anh bồi bổ một xíu nha. Mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Bao Điểm Sống, rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau nữa. Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng, trình bày rất là đẹp mắt. Hai bạn sẽ thưởng thức món sườn non hấp tàu xì nè, bánh hấp Triều Châu nè, rồi chả giò tôm phô mai. Rất là hấp dẫn, nhưng mà nhớ là mình vừa ăn mình vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Dạ. Mời hai bạn. Dạ. Em cảm ơn chị, em mời chị. Thôi ăn tự nhiên đi em. Em mời anh ạ. Sáng em đi từ Đồng Nai xuống hả? Dạ đúng rồi, em đi từ 5 giờ sáng ạ. Và em xuống đây em chưa có ăn sáng gì hết, em rất là đói. Còn anh? Anh ở đây mà. À, anh ở đây gần. Nay anh xin nghỉ à? Xin nghỉ buổi chiều. Làm sao có thể tự vừa trầm chuối mà vừa lý giọng được nhỉ? Cũng thử em, thử em. Hôm nay em cũng nóng tính hả? Bình thường không bao giờ nóng tính. Dù khi nào một sự việc gì nó rất là quá đáng đối với em. Nóng tính thì em làm cái gì? Tùy theo đối tượng là gì. Trước đây em làm kế toán ở đây. Sau khi đi hôn thì em về nhà. Thấy em bé nhỏ, thành ra là về nhà để thuận tiện vấn đề sinh sống nuôi con, thuận tiện mọi thứ hơn là ở đây. Ở chung với ba mẹ luôn hả? Dạ không, em sống gần nhà với ba mẹ. Có bao giờ la con đánh con không? Trước thì em cũng có đánh, nó hư quá thì đánh. Còn sau này là hầu như không áp dụng với việc khác đánh nữa. Một đứa trẻ nó không muốn đứa nào vươn lên, hoặc là nó cố gắng nó làm một cái điều gì đó, chẳng qua là nó muốn sự quan tâm của mình nhiều hơn. Sao thấy bên này nói không vậy, bên đây không nói gì trời vậy? Cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào? Em cũng bình thường. Chị biết mà, chị biết em là lúc nào cũng bình thường rồi. Thế trong bình thường ở nhà ai nấu cho em ăn uống, ai chăm sóc, giặt giũ quần áo, cơm nước cho em? Nói chung giặt giũ đồ thì em tự làm hết. Nói chung mọi cái đều làm. Thì lâu lâu cuối tuần hay là gì đó rảnh rảnh thì nấu ăn. Đồ ai ủi đồ mà hôm nay là phẳng phiu dữ vậy? À, bình thường hồi trước thì em cũng tự ủi, mà sau này em làm biếng quá em thuê người ủi giùm.
nhiều cái? 5.000 hay gì? 5.000 cái. À. Em có ngại gì không khi sống với con riêng của vợ? Dạ không. Thế em có điều gì muốn thắc mắc muốn hỏi ảnh không? Anh hiền quá, mọi thứ anh bình thường hết, chị hỏi giùm em cho. Hay là môi trường quan trọng là môi trường của anh làm việc á. Thấy anh trầm, hơi trầm. Đúng rồi, anh hơi trầm. Bởi vậy vợ anh mới nói nóng quá vậy này kia, là anh cứ bình thường vậy hoài mới lại ly dị đó. Mọi thứ đối với anh đều bình thường. Cho nên có chuyện gì không hợp đồ là mình có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường, không có gì phải la hét. Ý em là vậy đúng không? Dạ. Nên cuộc đời này có sập xuống đi nữa đối với em cũng bình thường. Đúng không? Đúng không? Anh chúi đầu xuống máu bơm lên não anh vẫn hát bình thường, anh không có vấn đề gì bất thường hết đó. Em nhắm em sống được với người vậy không? Vậy nếu mà em cảm thấy ok là cũng chỉ thấy cũng là rất là hạnh phúc nếu như mình thích một cái cuộc sống bình yên. Tại anh bảo là 3 năm anh chưa có quen ai, thành ra là em hỏi là ý là tại sao anh không phải là chưa gặp đối tượng, chắc chắn là anh có gặp nhiều à, vậy lý do gì mà để anh... Từ lúc mà ly hôn xong thì mình cũng muốn quen liền à. Không phải là không ngại gì hết á. Mình muốn lựa chọn, mình tìm người phù hợp với mình thôi. Thì cũng có người này, anh chị hay là đồng nghiệp cơ quan cũng giới thiệu cho. Nhưng mà mình thấy tiếp xúc nói chuyện hay là gì đó thì mình thấy không phải là cái đối tượng của mình. Chứ em không có ngại kết hôn nữa đúng không? Em sẵn sàng đúng không? Dạ. Chắc chắn là em là sẽ nuôi con. Nhưng em lại không muốn cái người bên cạnh em suy nghĩ đứa con lại là gánh nặng. Em muốn con em là một cuộc sống bình yên hạnh phúc theo em. Nếu mà anh thương người nào thì con cái đó anh thương như con của anh đó. Thực ra đó là chị nghe câu chuyện hai bạn nãy giờ chị thấy đối với anh này chị nghĩ những gì anh nói là thật sự đó, vì anh này sống khá là đơn giản. Đó là tại vì em là phụ nữ một người mẹ nên em hơi lo xa thôi. Dạ, dạ. Chứ còn thật sự ở thời buổi hiện đại này là cái chuyện con cái con nít mà mình yêu thương nó yêu thương dạ, mình. Dạ. Chị tự tin rằng nếu mà người đàn ông nào họ thương em, họ sẽ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho em với lẫn cho con em nữa. Dạ. Bản thân chị ngày xưa chị cũng y gia cha như em, nhưng chị chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà rồi người ta có thương con mình không hay là gì kia, không có đâu. Dạ, không, chị chỉ đi tìm cái người thương chị thôi. Dạ. Người ta thương mình, người ta sẽ thương con mình. Mà không phải anh này đâu, nhiều anh nào không trả lời vậy hết trơn á. Đừng có lo. Tại vì thật sự chị đi tìm là chị tìm chồng cho chị, chứ chị không phải đi tìm cha của con chị. Cái quan niệm nó lạc hậu rồi, bỏ đi. Tìm tình yêu cho mình nè, cái người đàn ông này có yêu thương mình hay không. Nếu họ yêu thương mình, họ sẽ làm tất cả vì mình. Nếu họ không yêu thương mình thì đương nhiên con em người ta cũng không thương. Vậy từ mời hai bạn chúng ta sẽ bóc những cái lá bài của chương trình để chúng ta có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Mời em gái trước. Lá nào một lá nào cũng được, rồi đọc lớn lên em. Nói thật lòng điểm bạn thích và điểm bạn không thích ở đối phương. Em thích tính là điểm bạn của anh. Không, điểm không thích từ nãy giờ em chưa phát hiện ra. Chưa phát hiện ra? Dạ, dạ. Hồi xưa cái cô kia cũng thích sự điềm đạm, sau này về cô ghét cái sự điềm đạm. Có gì bình thường là cô ghét rồi đó. Còn điểm cái gì nữa không? Còn thích cái gì nữa không? Vui tính. Vui tính đến nỗi mà cô cười ra nước mắt luôn đó. Ấn tượng lắm luôn đó. Rồi, mà em cũng chưa tìm ra cái điều gì không thích ở em hết trơn á. Chúc mừng em nha. Giật cái tấm trên tay tôi không mới chịu. Gì mà khó nghẹn ngào quá vậy? Ôm nhau 30 giây rồi nói cảm nhận mà không làm gì cũng đứng trọng nhìn tôi vậy trời. Rồi, xin mời em bước qua bên đây. Chứ không lẽ em muốn cổ qua em. Qua đây 30 giây nè, rồi nói cảm nhận. Nắm tay của mình. Ôm, biết đọc chữ không? Ôm nhau. Tùy em đi, em làm gì em làm. Nắm tay. Ôm nhau. Trời ơi. Ba mấy tuổi đầu rồi. Ôm hai tay vô cảm nhận được. Rồi cô gái ôm ảnh nữa rồi mới cảm nhận chứ. 30 giây bắt đầu đếm ngược. Ôm ảnh đi vô. Đi đê hả? Hôm nay em được rồi, không phải. Chưa, ở ngoài bạn bè mà nó không được kìa. Sẽ được rồi chị ạ. Rồi, vậy tôi mệt hai người quá, hai người ôm, hai người sướng, tôi có sướng đâu. Rồi, cảm nhận của mình như thế nào? Sau 30 giây. Nói bình thường dạ. Đó, tôi đứng liền đó. Thì đối với em vậy cũng chưa phải là ôm, biết cảm nhận sao. Tại vì cái này yêu cầu em làm, em là thanh niên. Em không có mạnh dạn lên thì làm sao, không lẽ gì tự nhiên cũng nhạo. Bạn nữ cũng ngại thôi. Ngại kệ cổ. Nói chung em thấy bạn nữ chung cũng tình cảm, hơi ức ác một chút. Còn nói chung là cũng là người phụ nữ của gia đình đó chị. Còn em sau cái ôm vừa rồi có cảm nhận gì không? Dạ, ấm nói cảm nhận thôi ạ. Trời ơi, bà kìa.
mệt mỏi hai người đi. Bây giờ là cái giây phút quan trọng nhất, hai bạn hãy đặt tay vào cái nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau để trở thành một đôi nam nữ tìm hiểu yêu đương và tiến tới hôn nhân thì mình nhấn nút. Nếu mình cảm thấy đối phương không phải là một nửa mình tìm kiếm thì chúng ta có quyền lấy tay ra khỏi nút bấm sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, 8 tháng sau mới bấm chị. Bây giờ nắm tay lại nè. Cái đó là hủi tóc. Hủi tóc. Hôn là phải dán tóc lên, hôn lên má. Đâu, ta chưa gọi đó. Rồi, cảm ơn hai bạn nha. Là một buổi casting của ban muốn hẹn hò nên là tất cả mọi thông tin rồi câu chuyện của mình thì mình sẽ là người tự chủ động kể chuyện hết ha chị ha. Bây giờ chị Trang xin về cái thông tin họ tên cái tuổi quê quán của mình trước ạ. Hello. Hello. Chị giới thiệu thông tin quê tên tuổi quê quán của mình trước đi ạ. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương ạ. Tuổi 34 tuổi ạ. Rồi, còn nghề nghiệp quê quán của mình như thế nào chị tự chủ động giúp em với? Dạ, em đang làm nhân viên thư viện trường học ạ. Nhân viên thư viện trường học ở Lâm Đông. Còn quê em là ở Hà Tĩnh ạ. Ồ, quê quán ở Hà Tĩnh. Vâng. Rồi, quê quán Hà Tĩnh thì chị đã từng kết hôn chưa ạ? Dạ rồi ạ. Ừ. Rồi chị kết hôn được bao nhiêu lâu mà, bao nhiêu năm ạ? Dạ em kết hôn được, được 7 năm ạ. Mình có bao nhiêu cháu chị? Dạ một ạ, một con trai 7 tuổi ạ. Ờ, rồi một đứa trai 7 tuổi thì chị cho em biết là chị quen anh ấy năm bao nhiêu? Dạ, năm 2015 ạ. Năm 2015, rồi mình đến năm bao nhiêu thì mình đặt không ạ? Em chia sẻ đến 6 năm đến 2021 ly hôn ạ. Sau đây Phượng nha. Phượng chia sẻ dùm chị một cái là nó là cái câu chuyện ly hôn của em, câu chuyện về cuộc hôn nhân của em á. Em chia sẻ với chị em kết hôn bao lâu, con trai em được bao nhiêu tuổi và em ly hôn bao nhiêu lâu, lý do tại sao em ly hôn ha. Em chia sẻ chủ động, em chia sẻ về câu chuyện đó chứ không cần phải chờ biên tập hỏi từng câu, em trả lời từng câu ha. Dạ. Dạ là em kết hôn năm 2015 ạ. Và ly hôn năm 2021. Con trai em đến nay là được em có một bé trai này là được 7 tuổi đấy ạ. Lý do em ly hôn là gì? Dạ, thì vợ chồng cũng có quan điểm chung á, nên dẫn đến là chồng em chơi bời, nợ nần, không hòa hợp á, nên là ly hôn á. Nó là không chịu làm mà chỉ ham chơi thôi. Dạ. Em đang ở Lâm Đồng là em ở nào? Em ở huyện Cát Tiên ạ. Rồi, em đang nuôi con trai luôn. Nhà không ạ, con trai về ở với nội ạ. Tại vì ở trong này em ở một mình á, không có ai, hai mẹ con thì lùi thủi tôi con á. Tại vì mẹ mà làm công việc gì là cứ phải đóng cửa lại, nhốt con trong nhà. Rồi như hôm đợt dịch á, mẹ phải đi làm mà cứ để con ở bên nhà một mình cứ xem tivi điện thoại như vậy á. Nên là cho về ở ngoài nội thì đóng người hơn, con nó sẽ phát triển hơn. Nội thì ở đâu em? Là nội ở Nam Định ạ. Dạ, nội ở Nam Định là hiện tại đang về Nam Định ở với bà nội. Dạ. Ừ. Ở với ông bà nội và bà. Và hiện tại bây giờ ông xã em, ông người chồng cũ của em là đang ở đâu? Dạ, cũng ở Nam Định ạ. Là sau hôn ly hôn này chồng cũ về quê? Dạ. Ừ.
Rồi, em có những điểm mạnh, điểm yếu hay là có cái tật xấu gì không? Thói quen xấu gì không? Ưu điểm của em là hòa đồng, thật thà, không thích gây chuyện, nói chung là dị hòa vi quý á. Còn ưu điểm của em là dễ tin người và cũng hơi nóng tính. Em là sinh năm 89 đúng không? Dạ. Giấy tờ thì 88 ạ, nhưng mà chính thức của em thì em sinh năm 89 ạ. Có năng khiếu tài lẻ gì không? Văn nghệ hát hò gì được không? Dạ không chị ạ. Không có Nói năng chung khiếu gì các cả em có ưu điểm thì cũng chịu khó, luôn. siêng năng nữa. Nhược điểm nữa là cũng hơi chậm ạ. Hơi trầm. Hơi trầm lại còn làm thư viện nữa đúng không? Nhân viên thư viện trường học Chậm nữa. chậm chạp á chị ạ, chậm chạp á. Chậm cỡ nào này? Dạ, thì nói chung mình chậm nhưng mà mình biết sắp xếp công việc á. Ví dụ như là cái việc đó người ta làm 10 phút thì em làm mất bao lâu? Ví dụ người ta làm 10 phút thì mình là 15 phút. Nhưng mà em biết sắp xếp công việc á, vì biết mình chậm thì mình sẽ làm thời gian trước họ. Thì nên là cùng thời gian sống cùng băng với họ luôn á. Nên thế cho là vất vả hơn họ một xíu đúng không? Dạ. Ví dụ như người ta ngủ thêm được 15 phút thì em lại phải dậy sớm 15 Em lại phút. phải dậy sớm hơn, dạ. Nhưng mà em thì có thói quen dậy sớm. Ngủ muộn nhưng mà sáng thì cũng 5 giờ là dậy rồi. Em ở Đây Cát Cát Viên là... là gần với Đồng Nai đúng không? Dạ, ở gần Đồng Nai ạ. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn trai như thế nào? Dạ, thì có công việc ổn định. Cao 1m70 trở lên, cũng đừng gầy quá, chân thành, chung thủy, yêu thương hai mẹ con em. Nhưng con em đâu có ở với em, thì tương lai em có đón con em vào không? Dạ thì không ở chung nhưng mà thì cũng phải có thương con em này chứ. Thì đúng rồi, thương con em, nhưng mà ý là chị đang muốn hỏi là tương lai này em có muốn đón con em vào để em nuôi không, hay là nó sẽ ở Dạ. với ông bà nội với bố nó luôn? Dạ thì em thì cũng muốn đón vào á, nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở ngoài đó thì đông người á, thì thấy tốt cho con hơn. Mà... Thế một năm gặp con được mấy lần? Dạ năm gặp 2 lần ạ, hè và Tết ạ. Mẹ hè và Tết là bé vào đây với em. Dạ không, em về ngoài quê á. Vì mẹ em ở Hà Tĩnh á, thì em về thăm mẹ rồi thăm con luôn. Ủa chứ con em là đang ở Nam Định mà đúng không? Dạ, thì cùng ở ngoài Bắc á, mà em ở Lâm Đông, thì mỗi lần về thì thăm mẹ thăm con luôn. Là về Hà Tĩnh xong lại ra Nam Định nữa. Dạ. Tức là mối quan hệ của em với nhà chồng cũ hiện tại vẫn đang ok. Dạ, thì nói chung là chỉ có xung đột hai vợ chồng vậy thôi, nhưng mà ông bà nội thì vẫn quý em. Nói chung giờ em và ông bà nội thì cũng không có gì bất hòa cả, vẫn vui vẻ với nhau, vẫn nói chuyện bình thường, nói chuyện thì chỉ có xoay quanh vấn đề con thôi, chứ không nói chuyện gì nhiều. Rồi, còn điều gì bạn trai mà em mong muốn hoặc là không thích nữa không? Em không thích người ra trưởng. Nói chung là nói được làm được, chứ không thích người nói nhiều mà không chịu làm. Tuổi tác thì sao? Tuổi thì từ 40, 37 đến 45 chị. Chồng cũ của em là năm nay bao nhiêu tuổi? Trong cụ em 35 tuổi. Là sinh năm Em thích 86. người trưởng thành, chín chắn. Rồi. Về ngoại hình em có điểm gì em không thích ở bạn trai không? Ngoại hình em không quan trọng kiểu. Nếu bạn trai đang ở khu vực nào thì sẽ hợp lý với em, hoặc là em có thể chấp nhận được? Lâm Đông, Đông Nai. Nghề nghiệp thì em thích bộ đội hoặc công an chị ạ. Em thích bộ đội và công an. Dạ.
Chồng cũ của em thì làm công việc gì? Dạ, chồng cũ em làm Viettel ạ. Cũng là như bây giờ là về Viettel ngoài Nam Định này. Dạ, hồi trước làm Lâm Đồng, bây giờ về quê làm đấy. Ok, rồi cảm ơn Phượng nha. Có gì chương trình sẽ liên hệ với em để làm nội dung kỹ hơn ha. Rồi, dạ, đúng rồi á. Thì mình xin thì mình tên là Lê Công Khoa. Mình người tuổi sinh năm 82, sinh ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Thì anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng rồi, mình còn khoảng 3 tuần mấy, 4 tuần mình đi. À, là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Bây giờ tìm bạn gái rồi đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình dịp thích hợp, tại vì mình tính Tết thì mình về nữa. Dạ, có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như lịch quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi mới có về đâu, đúng thì không? Mình phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với lại dạ. Mình có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Dạ. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì đó. Nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Khoảng mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Ừ. Là mẹ đang ở quận Tư. Tư. Dạ. Sao không đưa mẹ đi qua luôn, anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với lại phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ. Nên mẹ thích cái ồn ào, chứ qua bệnh không có biết tiếng rồi, còn cũng lớn tuổi rồi, chứ qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với lại mấy người cháu. Cháu của bà chị trong. Nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok. Rồi. Nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó là bên gì đó anh? Thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì là thấy mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như kiểu ngoài đây là phân kho, phân hàng, phân loại hàng đó hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng đó, phân loại hàng hóa, loại, rồi phân mình sắp hàng xếp hóa cho nó gọn lên ba lệnh, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đi đó là cái khâu khác người ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được 1 năm. Được 1 năm. Ủa, trước đó thì em làm có việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của Tây của chính phủ. Dạ. Ừ. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi thôi. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Vậy tại vì mình rất là tự nhiên có gì nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Nhưng mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua nói định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ, mình ly hôn, ly thân, ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của họ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợ tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang nhỏ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Sống với anh thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con đó, gọi là ở bển, gọi là vợ anh cũng à. Người Việt luôn hả? Vợ mình hả? Mình là sinh đẻ vợ. Nhưng mà gốc nhưng Việt. Người gốc Việt thì đại khá là sao quen được nhau rồi qua bên đó thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi, sau này thì chắc là do có thể là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi em qua Úc anh định cư thì em làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale và bên Nguyễn Kim là chủ nhất. Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quên cái Nguyễn Kim đó.
cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay? Có thì đó. Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn coi. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ bây giờ là không ồn nào luôn. À, nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác không? Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện nó tế nhị chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con đó mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi chứ mà muốn đi sâu thì mất công mới mốt ai cũng khổ. Ừ. Dạ rồi. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Ừ. Thế là em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được thì giống như là này. Một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao 1,5 cho lên cũng không thành vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó nó không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải giải khá là như vậy thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại tánh mình dễ dàng lên, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao. Mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi. Bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là gu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó, ở anh thì cũng không có thần tượng ai. Tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ, anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về các một cái người đó để khác. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được. Tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh đại khái là như vậy. Nhưng mà quen anh là phải yêu xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để quen không? Thì được bây chứ. Bây giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch, anh hiểu không? Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lỡ hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như những khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có. Được, thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tụi hai người thương lượng. Tại vì cái chương trình bắn hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok, nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là anh này quyết đoán, anh này có chính kiến. Còn bây giờ mà anh lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em giống như kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác. Mình còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó, anh hiểu em. Nhưng mà giống như là nó tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó. Còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, rồi anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến, lại khá là như vậy. Không, ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Lợi dụng hoặc là cái thì dụng nói chỉ tới vậy là như vậy thôi. Chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích rồi. Nên là nói cái đó là mỗi tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi. Ok anh. Rồi.
Cảm ơn anh. Còn gì nữa? Anh có tài lẻ thôi gì không anh? Ờ thì mình có chơi thể thao là mình biết ca rồi. Rồi mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh rồi. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi thể thao thì anh chơi được đá banh rồi gì nữa? Ờ cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Nhưng mà em biết rồi mà anh thì nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Ờ đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ừ ok rồi em mời anh hát xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được em? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Ờ thì mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ thông mới biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca là. Ừ, không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi em ơi. Ừ. Hồi nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình ca thì nhạc buồn không mà chứ không có trời nhạc buồn cũng được luôn anh. Cái đầm giờ mình không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ bài nào hay hát hay thôi, bài nào cũng được, vui là chính anh thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta nát ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Ừ. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá mình không có ca hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi ok anh. Có yêu cầu gì bạn lái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì, đối với anh về đủ rồi. Rồi, rồi ok, cảm ơn anh Quang.